Con làm gì nhi? Dạ con hút một hoa. Hoa gì con biết không? Dạ hoa cà phê. Ngon không? Dạ con ngon, nó ngọt lắm mẹ ơi. Ừ. Dạ con xin chào ông bà cô chú. Mình xin chào các bạn. Con mời ông bà cô chú đến vườn cà phê của con. Đây, hoa cà phê đẹp quá chừng đẹp luôn. Mày thấy đẹp không mày á? Đẹp. Đây, đẹp quá chừng mực luôn. Mẹ bứt cái này mẹ hái luôn đó mẹ. Mẹ hấp em nó ngọt lắm. Đâu rồi, mày hít thử miếng coi. Ừ, Ngọt đúng rồi, lắm. nó có mật ngọt ngọt. Thấy ngọt ngọt. Ở Ừ, đây thơm mùi. không? Dạ thơm. Ừ, tao cũng thử Đúng rồi, mùi nó thơm thôi. lắm Ừ, đó mẹ à. thơm ngào ngạt luôn. Tại bên kia là đồi núi nè mọi người. Đó. Đó, cà phê hôm nay vừa mới nở luôn. Cà phê nở đẹp lắm luôn á. Ừ, vô trong đây mùi thơm ngạt ngào luôn. Sắp tới Tết rồi. Ở đây mình không có hoa mai cũng chẳng có hoa đào. Chỉ có hoa cà phê nở rộ ngạt ngào hương thơm. Đó, Ngọt bên kia đồi quá. núi. Đó, cả nhà thấy chưa? Mẹ ơi, ở vườn nhà mình À. cũng có một cà Ừ. phê nó trên cà phê kia Hoa đó. cà phê rất là đẹp mà thơm nữa. Mình Ở mê đây lắm em đó luôn á. kìa, em đó, Đâu, em em đó đó đâu? kìa. Đâu? Em đó. À. Em đót vô rừng hoa cà phê nằm núp nắng đó. Mê lắm luôn cả nhà ơi. Đó. Rồi bên kia kìa, nó mấy cây dải bên kia quá chừng luôn. Cà phê ở đây á cả nhà, làm đất nhà nào cũng nở đều như vậy hết luôn á. Mùa này là mùa mùa cuối rồi nè, nở lần này nữa là xong á, là năm sau là mình mới có cà phê thu nữa đó cả nhà. Đó. Thôi mình đi lên kia mình ngắm đi con, quá chừng luôn. Ừ, hôm nay cho Nhi đi ngắm hoa cà phê, chiêm ngưỡng vẻ đẹp rực rỡ của hoa cà phê cuối mùa. Rồi đi con, đi được không? Ừ, rồi đi đi qua đường đá đi. Đó. Ơi, hả? Mày nắm tay con hả? Rồi ok. Ừ. Sáng mình ngủ dậy mình mở cửa ra, ui cái mùi cà phê nó phảng phất, nó bay vô nhà, nó lôi cuốn mình muốn đi ra đây để mình chiêm ngưỡng nó cả nhà, thích lắm luôn á. Ơi như con, rồi con đi lại đó đi, đi cẩn thận để té nha. Ừ, rồi đi tiếp đi, mình xuống dưới kia mình xem á, nó còn đẹp hơn ở đây nữa. Được không con? Ừ. Ừ, cho con đi đi. Cẩn thận để té nha. Đi đây này con, thẳng lên luôn. Thẳng luôn. Đúng rồi. Ừ, đáng sợ quá hả? Ừ, rồi, ok. Con đi từ đó đi, này, mẹ dắt con đi. Kia con hấp mật nha mẹ à. Ừ, con đi hấp mật đi. Rủ em đó heo con kìa. Ừ, nó thèm lắm. Rồi, nó không đi cho nó ngồi đó đi. Nó kìa, Nhi đó. Đây nè con, bộ hoa cà phê nè, đó kìa. Đó. Quá chừng đẹp luôn. Ừ. Thấp thoáng xa xa bên kia cái trắng trắng là gì con biết không Nhi? Thấy chưa? Dạ thấy rồi. Cái gì? Là nhà của mình đó mẹ. Đúng rồi. Nhà của mình tốt đầu tiên đó mẹ. Ừ. Bên đây là đồi núi chập trùng luôn á cả nhà. À. Ở đây á, cà phê bạc ngàn luôn. Làm gì Nhi? Núp ở trong đây hả? À, núp. Ừ, hai đi ra đằng kia quá chừng luôn rồi con. Mình ra đằng kia mình ngắm. Đó, chui ra. Em đó cũng đi đâu rồi? Rồi, đi thẳng lên kia.
À. Ở đâu con? Đâu? Ừ, ơi trong đó có ghế sofa luôn á hả? Dạ. Ừ. Đi té nha. Dạ. Đi được không con? Được. Rồi bước vô đi. Ừ. Đây có sẵn cái ghế để mình ngồi mình ngắm hoa cà phê luôn nè. Ừ, thích con lên ngồi đi. Ừ, mấy cục đá này là hình thành tự nhiên nha cả nhà, chứ không có ai đục đẽo gì nó hết trơn luôn á, tự nhiên nó có cục đá vậy đó. Ừ, rồi em đó cũng nằm đó, nó chờ con sẵn kìa. Ông mệt rồi, ông đi thôi, ông mệt, ông vô ông nằm. Ừ, thôi đi, hồi mệt mình vô mình ngồi mình nghỉ đi, nha. Có cục đá ngồi nghỉ sướng quá à. Ủa mẹ ơi, đây cũng có bông hoa đấy nè mẹ. Ừ. Có chuồng hoa luôn ông. Mấy con ong mật nó vô lên hút mật hoa cà phê đó con. Quá chừng luôn. Quá chừng luôn. Ừ, mát không? Dạ mát. Ra đây vừa mát mà vừa được ngắm hoa nè, vừa được ngửi hương hoa nè. Quá tuyệt luôn. Cho con ngồi đó đi. Ngồi đây để mẹ bẻ cho con chùm hoa ha. Chùm hoa xinh xinh ha. Ừ, bé con chùm hoa húp mặt ha. Dạ. Ừ. Đây. Đó, thơm lắm luôn. Ừ, mật hoa cà phê á mà ông nó làm mật á, thơm lắm cả nhà. Đẹp quá mẹ. Rồi, con rứt cái lá ra đi. Cái lá ra. Ừ. Cái lá ra. Đó, hoa đẹp quá chừng luôn. Rồi con cầm đi, con cầm cho mẹ rứt lá cho con. Con cầm hồi ong nó bay lại, nó hút mật. Đó, thấy chưa? Ong nó bay bay. Nó bay quanh 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 mặt con. Ong vú. Thì mẹ đuổi nó cho. Ủa, con làm gì vậy Nhi? Dạ, con hút mật hoa. Ừ, con hút đi. Dạ. Ngon quá mẹ. Ừ. Mẹ ơi, con ong nó đuổi con. Ừ, đuổi con hả? Dạ. Thì thôi mình đi về đi con. Dạ. Trước khi mình về mình phải làm sao? Dạ, con ba ông bà cô chú. Chúc mừng bà cô chú sức khỏe trong cái câu hỏi nhé. Bye bye. Bye bye các bạn. Hẹn gặp lại sau. Bye bye. Rồi đi về đi con. Đi về đi, ông nó đuổi. Đây ông vú nhiều lắm. Đi được không? Đi được. Ừ, leo lên ghế sofa luôn á hả? Mẹ, mẹ con nắm tay mẹ. Nắm tay mẹ hả? Con nhảy xuống đi. Một, hai. Một. Rồi thôi đi về đi con. Đó, rồi đi ra khỏi cái khu vườn ong rồi. Ừ, rồi đi về đi con. Đó, hoa bạc ngàn luôn á. Con đường như về trải đầy hoa cà phê thôi, thơm ngát luôn. Đây nè, đây là mấy cục đá hình thành tự nhiên hết luôn á cả nhà. Đây nè. Ừ, đây cục đá khổng lồ luôn. Đất ở đây á toàn là đá không mà cả nhà. Cái nơi mà đất nào mà có nhiều đá, đá mà già cứng rồi đó, người ta khai thác để người ta làm nhà đó cả nhà. Ừ, rồi đi đi con. Làm nhà với làm đường nữa đó là những loại đá như thế này nè. Rồi có những nơi mà có đá hoa cương nữa. Còn đây là đất đá không mà đá đá đen. Ừ, đúng rồi, cục đá đó. Mình nghĩ cũng hay ha. Tự nhiên trong đất có đá. Tức là tự đá tự nhiên càng ngày nó càng lớn, càng to dần lên. Ở sâu cái lòng đất á, đá không luôn á. Ở trên đây á, còn có đất nha, còn ở sâu cái lòng đất là toàn là đá không à. Đó. Hoa cà phê bạc ngàn luôn á. Ừ. Đúng rồi con. Đá to lắm. Ừ. Đá như thế này nè. Ở dưới sâu cái lòng đất á, có nước.
có mạch nước ngầm á, mạch nước ngầm nó rất là trong, mình xài nước mình không cần phải lọc luôn á cả nhà, tại vì trong nước có đá là nó tự lọc luôn rồi, nó trong lắm, nước ở đây mình xài nó mát lắm, không phải như ở quê Bến Tre mình toàn nước phèn, mình đem về mình phải lọc mình xử lý lại, còn ở đây nước ở đây là mình xài mình khỏi cần xử lý luôn. Nhưng mà mình kỹ thì mình mua cái bình nước lọc về mình lọc, còn mình không có điều kiện thì thôi mình xài nước tự nhiên luôn cũng được. Ở đây được cái hơi khí hậu mát mẻ lắm. Ơi gì con? Ừ. Ừ thôi mình đi về nhà của mình đi. Em đót nó về trước con này kìa. Mỏi chưa? Ừ, mỏi vậy đi về nhà. Vậy mà đòi đi thăm vườn cà phê. Mê lắm luôn. Một năm mình mới đi chiêm ngưỡng hoa cà phê một lần. Đây cà phê cuối năm mà nó nở. Đầu cuối năm nở, cuối năm nay nở. Cuối năm sau là mình sẽ thu hoạch nha cả nhà. Một năm nở một lần, cà phê một năm mình thu một lần. Nên mình nhân cơ hội này mình đi thưởng thức mùa hương hoa cà phê với mình ngắm. Thích lắm luôn. Sáng mình ngủ dậy cái mình nghe cái mùi hoa cà phê nó thơm là mình nôn hết ruột. Mình tranh thủ mình làm riết công chuyện để mà mình đi ra đây mình ngắm đó. Ừ, thơm lắm. Mùi thoang thoảng thoang thoảng. Gì con? Ừ. Ừ. Rồi thôi con đi trước đi. Bye con. Ừ. Vậy thôi mình bye cả nhà nhé. Chúc cả nhà ngày mới vui vẻ mạnh khỏe. Hẹn gặp lại video tiếp theo của mình nha. Cảm ơn bạn rất nhiều. Bye bye.